Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 2 năm 2023, huấn luyện viên Philippe Chuzé đã chính thức đặt bút ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam với nhiều sự kỳ vọng. Suốt thời gian qua, không thể phủ nhận sự nỗ lực hết mình và tận tâm của vị huấn luyện viên người Pháp này. Thế nhưng trái ngược với sự hứa hẹn và tầm nhìn về một tương lai tốt đẹp, ông thầy sinh năm 1955 này lại đang dần mất đi niềm tin của người hâm mộ bằng những lời nói dối của mình. Tại sao lại cho rằng ông đang nói dối? Hãy xem những luận điểm như thế này để thấy. Thứ nhất là các đội tuyển Việt Nam do ông dẫn dắt đều đã thất bại toàn tập. Năm 2023 có thể coi là giai đoạn thất bại toàn tập của bóng đá Việt Nam khi mà chúng ta không hoàn thành hai mục tiêu quan trọng nhất. Dưới thời ông Philippe Chuzé, U23 Việt Nam thua Indonesia tại bán kết SEA Games 32 và không thể bảo vệ được tấm huy chương vàng. Vị huấn luyện viên người Pháp cũng thất hứa trong việc đưa đội tuyển Việt Nam bước vào vòng 16 đội của Asian Cup năm 2023. 3 trận thua, 2 thẻ đỏ, 3 quả phạt đền, 8 lần thủng lưới và không có điểm nào bị loại ngay từ vòng bảng. Những con số thống kê không thể tệ hơn ấy. Vậy mà ông Philippe Chuzé vẫn hồn nhiên phát biểu rằng ông hài lòng sau mỗi trận đấu. Đã thế khi kết thúc vòng bảng, ông còn nói rằng đội tuyển Việt Nam đã rời giải với hình ảnh đẹp. Không hiểu là ông thấy đẹp ở chỗ nào, nhưng cổ động viên chỉ thấy ông đẹp mặt lắm. Ông Philippe Chuzé luôn nhấn mạnh vào khả năng giành chiến thắng của đội nhà. Những chiến binh sao vàng có thể thắng Nhật Bản hoặc thắng Indonesia để chứng minh vị thế. Tuy nhiên tất cả đều đi ngược lại so với lời nói của ông thầy sinh năm 1955 này. Nó rất khác với cái cách mà thầy Park đã làm với bóng đá Việt Nam trong những năm qua. Ông Park không bao giờ nói trước những điều mà ông chưa chắc chắn làm được. Nhưng một khi đã nói, thì ông đều làm được một cách rất xuất sắc. Điểm thứ hai phải nhắc đến đó chính là vấn đề lãng phí nhân lực của ông thầy người Pháp này. Sau chiến dịch Asian Cup năm 2023, ông Philippe Chuzé đã trò chuyện và động viên với Hồ Tấn Tài, với đại ý rằng anh cần phải tìm một vị trí khác trong sơ đồ của đội tuyển Việt Nam. Vị phù thủy trắng đã cất Đỗ Hùng Dũng một cách khó hiểu ở trận đấu với đội tuyển Indonesia, hay là trước đó ông đã bỏ rơi Nguyễn Hoàng Đức vì lý do không đáp ứng được chuyên môn tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Ai cũng biết, các nhân tố trên đều là những trụ cột khó thay thế tại đội tuyển Việt Nam suốt một thời gian dài và vẫn đang duy trì được phong độ đỉnh cao ở độ chín của sự nghiệp. Tuy vậy, họ lại bị bỏ rơi thường xuyên một cách đáng tiếc. Dường như vị phù thủy trắng này đang cố tình loại đi những công thần hoặc là ông vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ về bóng đá Việt Nam. Tất nhiên ở cương vị huấn luyện viên trưởng, ông Philippe Chuzé hoàn toàn có quyền để lựa chọn những gì về nhân sự. Thế nhưng nó phải đi đôi với kết quả tốt và thực tế đang chứng minh điều ngược lại khi mà những chiến binh sao vàng thua nhiều hơn là thắng. Bởi vậy, vị thuyền trưởng sinh năm 1955 này cần phải xem xét lại các quyết định dùng người của mình. Một trong những nhược điểm của ông Philippe Chuzé mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa mới phải họp để chỉnh đốn lại, đó chính là ông hay đối đầu với truyền thông. Có một điều không khéo của ông Philippe Chuzé chính là những phát ngôn của ông trước làn sóng chỉ trích của dư luận. Thậm chí có những đoạn như đổ thêm dầu vào lửa. Và nó càng khiến cho niềm tin của các cổ động viên về ông huấn luyện viên người Pháp này giảm sút đi một cách đáng kể. Cách đây không lâu, ông Philippe Chuzé đã đưa ra phát biểu gây xôn xao giới mộ điệu, nhắm vào luồng ý kiến trái chiều từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Nhà cầm quân người Pháp đã nói trước khi dẫn quân dự Asian Cup rằng khoảng 80% người hâm mộ trên mạng xã hội không ủng hộ và không tin đội tuyển Việt Nam thành công. Họ không thích nhiều cầu thủ hoặc ghét chính bản thân tôi. Sau đó đến thời điểm trước trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp đội tuyển Iraq ở Asian Cup năm 2023, ông Philippe Chuzé lại đưa ra phát biểu phần nào gây căng thẳng với truyền thông ở trong nước. Tôi có đọc nhiều bình luận từ quốc tế, báo chí quốc tế từ Hàn Quốc, Nhật Bản hay Qatar đều khen ngợi đội tuyển Việt Nam có sự tiến bộ sau khi thi đấu, ngoại trừ truyền thông Việt Nam. Và thậm chí sau câu hỏi vì sao không sử dụng Đỗ Hùng Dũng ở trận gặp Indonesia thì ông còn không tiếp nhận những câu hỏi từ phóng viên Việt Nam nữa. Không ít bài báo trên báo chí chính thống lẫn truyền thông mạng xã hội đã bày tỏ sự thất vọng về lời nhận xét của huấn luyện viên Philippe Chuzé. Nhiệm vụ của phóng viên thể thao là truyền tải, giải đáp thắc mắc của người hâm mộ, của khán giả thông qua những chia sẻ của huấn luyện viên, của vận động viên hay những người trong cuộc. Vì vậy, sau trận thua Indonesia, khán giả thắc mắc về sự vắng mặt của nhóm tuyển thủ cựu binh như là Đỗ Hùng Dũng, Hồ Tấn Tài là điều hết sức bình thường. Ấy vậy mà khi đặt câu hỏi về điều này,
thì ông Philippe Jouzet lại tỏ ra bực tức. Khi bình luận về những phát ngôn này, một số ý kiến, trong đó có huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, đã cho rằng cần phải xem lại đội ngũ trợ lý đã thông tin không tốt đến ông Philippe Jouzet, đặc biệt là trong bối cảnh tuyển Việt Nam đang thi đấu ở Asian Cup. Và điều này dẫn đến việc nhà cầm quân người Pháp phản ứng trước dư luận. Sau khi tuyển Việt Nam bị loại và sớm trở về nước, thì Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam kiêm trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup năm 2023, ông Dương Nghiệp Khôi đã gặp riêng để trao đổi với ông Philippe Jouzet. Theo vị lãnh đạo của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, thì phản ứng của ông Philippe Jouzet có thể đến từ Facebook. Ông Dương Nghiệp Khôi cho biết, ông không rõ đội ngũ trợ lý người Việt hay là phiên dịch ở đội tuyển Việt Nam có nói với ông Philippe Jouzet nghe về phản ứng của người hâm mộ trên mạng xã hội hay không. Tuy nhiên, ông Khôi đã trao đổi riêng với ông Philippe Jouzet và nhà cầm quân người Pháp khẳng định là sẽ rút kinh nghiệm về những vấn đề này. Vị lãnh đạo của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nói rằng, ông Philippe Jouzet nói là sẽ rút kinh nghiệm, cho nên phát biểu ở trên báo chí trong thời gian tới, mọi người yên tâm là sẽ khác, không gây căng thẳng với báo chí Việt Nam nữa. Cũng theo quan điểm của ông Khôi, việc dư luận hay bàn về chuyên môn của đội tuyển Việt Nam cũng là điều có thể khiến cho ông Philippe Jouzet không hài lòng. Lãnh đạo của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho rằng, trong thời gian tới, ông Philippe Jouzet sẽ có những điều chỉnh, tất cả vì mục tiêu chung của đội tuyển quốc gia và bóng đá Việt Nam. Như vậy có thể thấy rằng, năng lực làm chủ cảm xúc của ông Philippe Jouzet chính là một trong những điểm yếu của ông, và điều này chắc chắn cũng có ảnh hưởng tiêu cực tới các học trò. Ông Philippe Jouzet đã đặt cược tất tay vào canh bạc lớn tại Asian Cup năm 2023 và vòng loại World Cup 2026 vào các cầu thủ trẻ. Mà đã là người trẻ, thì việc trận này hay, trận kia dở, lúc này tốt, lúc kia xấu là điều rất dễ xảy ra. Hai thái cực khác nhau ở hai trận đấu liên tiếp với Nhật Bản và Indonesia đã chứng minh điều đó. Pha kéo áo của Nguyễn Thanh Bình dẫn đến quả phạt 11m trong trận gặp Indonesia và pha tung chân phạm lỗi của Khuất Văn Khang dẫn đến tấm thẻ đỏ ở trận gặp Iraq cũng chứng minh điều đó. Nhiều người đã phân tích hai pha này ở góc độ chuyên môn, nhưng thật ra những chỉ dấu chuyên môn chỉ là hệ quả của những biến động tâm lý. Cái tay kéo áo của Nguyễn Thanh Bình và cái chân phạm lỗi của Khuất Văn Khang chỉ diễn ra sau những mệnh lệnh phát đi từ hai cái đầu và hai trái tim. Với trường hợp của Thanh Bình, đấy là tâm lý lo lắng thái quá trong tình thế đối thủ đang ép sân dữ dội. Với Khuất Văn Khang, đấy là một cái đầu hưng phấn, quyết liệt thái quá khi đội nhà bất ngờ dẫn bàn và chơi khá trơn tru trước một đối thủ mạnh. Lo lắng thái quá và hưng phấn thái quá đều rất nguy hiểm. Phải quản trị được sự lo lắng và hưng phấn mới giúp cầu thủ có khả năng làm chủ với quả bóng, thực hiện đúng ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên. Không biết trong công tác chuẩn bị, hàng loạt cầu thủ trẻ Việt Nam đã được hướng dẫn những kỹ thuật quản trị tâm lý này hay chưa? Trách nhiệm của ông Philippe Jouzet chỗ này cũng cần được nhắc tới. Hãy để ý đến phát biểu của Bùi Hoàng Việt Anh sau trận gặp Indonesia. Trung vệ này nghẹn ngào khi nói rằng toàn đội đã bị bất ngờ với sự vây giáp và tấn công phủ đầu của Indonesia. Nhìn vào nhân sự ra quân ngày hôm ấy thì rõ ràng đoàn quân của ông Philippe Jouzet không có ý đồ phòng thủ. Nhưng sức mạnh vượt trội của Indonesia đã ép chúng ta phải phòng thủ. Và do vậy sự bất ngờ mà Việt Anh nói đến là rất logic. Trong bóng đá cũng như trong đời sống, tình huống không như ý luôn có thể xảy ra. Không phải ai cũng biết cách để ứng xử tốt với những tình huống như thế này. Đến đây lại cho thấy sự chuẩn bị của ông Philippe Jouzet cho đội tuyển Việt Nam còn rất nhiều lỗ hổng. Phương án B, phương án C sẽ là gì nếu như phương án A bị phá sản? Sự chuẩn bị không tốt dù là nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến những thất bại đau đớn. Nhiều người hâm mộ có cảm giác trước trận đấu này thầy trò ông Philippe Jouzet mới chỉ lên các kịch bản như ý, chứ chưa lên các kịch bản không như ý. Và các cầu thủ cũng chỉ có khả năng thực hiện chiến thuật trong các tình huống như ý thôi, chứ chưa biết cách xử lý với những tình huống không như ý. Một khi tình huống không như ý xảy đến, thì đội tuyển Việt Nam đã bị gãy đổ hoàn toàn. Ứng xử với tình huống không như ý, do vậy cũng là một thao tác tâm lý mà các cầu thủ trẻ cần phải được trang bị. Và ông Philippe Jouzet đã làm gì để rồi hàng loạt những sai lầm của các cầu thủ diễn ra ở trên sân dẫn đến những thất bại cay đắng? Không biết là ông Philippe Jouzet, người có kinh nghiệm làm việc với các cầu thủ trẻ ở các nền bóng đá khác nhau, và các cộng sự của ông có trang bị kiến thức tâm lý này cho các học trò của mình hay không? Có cảm giác chính nhà cầm quân người Pháp
trong những thời điểm đâu đó cũng có những biểu hiện không thoải mái về mặt tâm lý. Nhìn gương mặt có phần hồi hộp của ông ở trong trận gặp Iraq và nhớ lại việc ông nói là 80% người hâm mộ muốn tôi từ chức trước khi giải đấu diễn ra, khiến cho các cổ động viên phải nghĩ đến điều này. Ông Chuze năm nay đã gần 70 tuổi, đang phải chịu sức ép rất lớn từ một bộ phận người hâm mộ chỉ thích bóng đá chiến thắng. Do vậy, ông cũng cần phải trải nghiệm những kỹ thuật tâm lý để giải phóng sức ép, từ đó đưa bộ não trở lại trạng thái tĩnh nhất và sáng nhất cho những trận đánh quyết định sắp tới tại vòng loại World Cup 2026. Hơn lúc nào hết, đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Lão Làng và hàng loạt những cầu thủ mới ngoài 20 tuổi cần phải có những liệu pháp tâm lý cho một cuộc cách mạng đường dài. Sau khi kết thúc hành trình ở tại Asian Cup năm 2023, ông Philip Chuze sẽ hướng tới mục tiêu rất quan trọng. Đó là trận đấu tiếp theo tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 sẽ diễn ra vào tháng 3 và tháng 6 tới đây. Hiện tại thì tuyển Việt Nam tạm xếp nhì bảng F với 3 điểm sau 2 lượt trận, dưới đội tuyển Iraq nhưng trên Philippines và Indonesia. Đấu trường này sẽ trở lại trong tháng 3 tới. Về tương lai của ông Philip Chuze thì một lần nữa đại diện của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã khẳng định rất rõ ràng là nhà cầm quân người Pháp vẫn sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup sắp tới. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam ông Dương Nghiệp Khôi đã nói rằng: "Tôi là người đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam ký hợp đồng với ông Philip Chuze. Hợp đồng nào cũng có những điều khoản quy định trách nhiệm với các mục tiêu, nhưng quan trọng hơn là sự kiên nhẫn với huấn luyện viên, tin tưởng và hỗ trợ cho huấn luyện viên." Như vậy thì tương lai của ông Philip Chuze đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam định hướng với mục tiêu là vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Nhưng Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Dương Nghiệp Khôi, lại chỉ kể về một số điểm tích cực mà không đánh giá hết nguyên nhân thất bại của đội tuyển Việt Nam. Vấn đề này phù hợp nhất thì cần phải có thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam chỉ đạo các bộ phận chuyên môn để đánh giá trực diện, chứ không đơn thuần chỉ là nói qua một cuộc gặp báo chí theo tính chất là cảm ơn về việc đồng hành cùng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam sau một năm dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam. Và việc đánh giá về ông Philip Chuze, giải pháp và những điều cần thay đổi sau một giải đấu thất bại thì không ai thích hợp hơn vai trò của Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các hội đồng tư vấn. Những vấn đề ai cũng thấy chưa được đó là câu chuyện về thẻ đỏ và phạt đền của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023. Trung vệ Thanh Bình kéo áo cầu thủ Indonesia thô thiển và dẫn đến bị phạt đền. Khuất Văn Khang ngã vờ ăn vạ và phạm lỗi khá thô cho nên bị hai thẻ vàng trước Iraq. Đây là những hành vi như là thói quen ở V-League. Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Anh Tú có kinh nghiệm điều hành V-League trong vai trò Chủ tịch VPF. Ông có thể phân tích và góp ý để huấn luyện viên Philip Chuze hiểu rõ hơn về khuyết điểm của cầu thủ Việt Nam. Sự góp ý về chuyên môn cho ông Philip Chuze cũng là cần thiết. Điển hình là đội tuyển đang đi quá nhanh trong việc trẻ hóa. Nhưng vấn đề kinh nghiệm thì cũng phải được tính đến. Lực lượng của đội tuyển Việt Nam cần phải có tính kế thừa, đảm bảo chất lượng đội hình ở những trận đấu quan trọng, tức là không thể gạt đi những cầu thủ đã thi đấu tốt nhất ở V-League. Ngoài ra, vai trò của Hội đồng huấn luyện viên quốc gia cũng cần được phát huy và hỗ trợ thiết thực trong vai trò tư vấn cho huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Hội đồng huấn luyện viên quốc gia khóa 9 gồm có 5 thành viên là huấn luyện viên Mai Đức Chung, huấn luyện viên Mai Thanh Hùng, ông Nguyễn Sĩ Hiển, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức và huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi. Ông Nguyễn Sĩ Hiển là chủ tịch và ông Mai Đức Chung làm phó chủ tịch Hội đồng huấn luyện viên quốc gia. Họ cần được lắng nghe và góp ý cho ông Philip Chuze sau thất bại của đội tuyển Việt Nam. Trong quá khứ, Hội đồng huấn luyện viên quốc gia từng họp nhiều lần sau mỗi giải đấu thời huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. Họ được nghe huấn luyện viên Hữu Thắng báo cáo rồi đánh giá và góp ý để mọi thứ tốt hơn. Nhưng Hội đồng huấn luyện viên quốc gia đã không duy trì việc này kể từ thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Không biết có phải do ông Park đã quá thành công cho nên Hội đồng huấn luyện viên quốc gia đã bỏ qua mất phần việc quan trọng này hay không. Bây giờ thì Hội đồng huấn luyện viên quốc gia và Phó Chủ tịch chuyên môn Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú cần phải ngồi lại cùng với ông Philip Chuze phân tích và đánh giá sau hành trình ở Asian Cup năm 2023. Vai trò của cả hai cần thể hiện cụ thể ở 4 trận đấu quan trọng phía trước của đội tuyển Việt Nam vào tháng 3 và tháng 6, cũng như là theo dõi sâu sát hơn để hỗ trợ thật tốt cho huấn luyện viên Philip Chuze trong thời gian tới.
Dư luận mấy ngày nay cũng chưa lắng xuống sau thất bại của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup năm 2023. Và một lần nữa câu hỏi là bao giờ ông Philip Chuze bị sa thải? Lại một lần nữa nóng lên và vì thế Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã có buổi gặp gỡ báo chí chiều 29 tháng 1 để nói rõ về vấn đề này. Theo như ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, thì trong bản hợp đồng với ông Chuze có điều khoản nói rằng nhiệm vụ chính của ông trong năm 2024 là đưa đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2026 và AFF Cup năm 2024. Có nghĩa là hai trận đấu với Indonesia trong tháng 3 có tính chất then chốt. Trường hợp thắng thì đội tuyển Việt Nam coi như là giành vé đi tiếp. Nhưng Việt Nam gần như là bị loại nếu như để thua Indonesia ở hai trận đấu tới đây. Tuy nhiên, vị lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam này lại không nói rõ là có sa thải ông Chuze hay không. Nếu như ông không hoàn thành nhiệm vụ kể trên. Có lẽ trước báo giới, chuyện Liên đoàn bóng đá Việt Nam tránh nhắc đến hai chữ sa thải cũng là điều dễ hiểu. Bởi sự kỳ vọng rất lớn là huấn luyện viên Philip Chuze sẽ giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Đây cũng là mong muốn của người hâm mộ Việt Nam. Nhưng thông điệp gửi đi cũng là khá rõ ràng. Ông Philip Chuze cần phải làm tốt nhiệm vụ trong điều khoản với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Trường hợp mà tuyển Việt Nam thất bại trước Indonesia thì ông Chuze khó lòng giữ được ghế. Tuyển Việt Nam thờ huấn luyện viên Philip Chuze đang mang đến nỗi bất an lớn cho người hâm mộ. Đội tuyển Việt Nam đá 12 trận, chỉ thắng 4 và thua 8. Tỷ lệ này đúng như ông Philip Chuze tự nhận là sự nghiệp cầm quân của ông thì thua nhiều hơn là thắng. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Philip Chuze nói rằng khi mà đội tuyển Việt Nam thắng liên tiếp 3 trận giao hữu thì một số ý kiến nhận xét là ông là nhà cầm quân giỏi nhất của Việt Nam. Nhưng ông đã không chấp nhận sự chỉ trích khi mà đội tuyển thua liên tục với quan điểm là ông hài lòng và đội tiến bộ. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.